Xin chào quý vị khán giả của Nói không với Thực phẩm Bẩn. Thời điểm này, na dai đã bắt đầu cho ra những trái đầu vụ ở huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, nơi mà 2 năm trở lại đây, người dân bắt đầu thay đổi, chăm sóc cây na theo tiêu chuẩn VietGAP để sản phẩm khi đến tay với người tiêu dùng thì đảm bảo an toàn. Vậy thực tế là như thế nào? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay. Những chiếc bẫy ruồi đục quả sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học có thể dễ dàng tìm thấy tại vùng trồng na theo tiêu chuẩn VietGAP ở đất Chi Lăng. Điều mà 2 năm trở về trước, ít ai thấy. Công tác vận động người dân chăm sóc cây na đúng tiêu chuẩn, tăng cường sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học thay vì hóa học của các cán bộ trạm bảo vệ thực vật và phòng nông nghiệp huyện đã bắt đầu phát huy hiệu quả. Ban đầu thì bà con cũng rất là rụt rè, cũng rất là khó khăn, cho nên là thực hiện ban đầu là cũng là rất khó. Sau khi được tập huấn, sau khi được tuyên truyền thì bà con cũng đã nhận thức được và cũng đã thực hiện an toàn. Có kinh nghiệm trồng na hơn 20 năm nay, nhưng phải đến khi được tập huấn về cách chăm sóc cây, đảm bảo an toàn, thì chị Bay mới biết cách lựa chọn thuốc bảo vệ thực vật trong danh mục cho phép. Đúng bệnh, đúng thuốc, đúng liều lượng và thời gian cách ly. Tất cả quá trình sử dụng đều được ghi chép đầy đủ trong sổ nhật ký. Trước kia thì chưa có, nhưng mà sang năm nay nhà mình làm theo cái mô hình VietGAP thì mình ghi chép đầy đủ với lại phân bón lẫn thuốc sâu. Phun phóng kiểu gì thì mình ghi chép vào đây hết. Đi lên trạm bảo vệ thực vật mua thì mình cũng có hỏi các cán bộ ở trên bảo vệ thực vật ấy, mình cũng hỏi là nhà mình xuất hiện cái loại sâu bệnh này thì mình nên là mua cái loại gì. Và các cán bộ trên kia cũng hướng dẫn cho mình là mọi người cũng bán cho mình cái loại đấy. Sau 2 năm thực hiện, sản lượng cũng như chất lượng được cải thiện rõ rệt, thể hiện trên những trái na đầu vụ. Thì năm nay nhà mình trồng làm na theo kiểu mô hình VietGAP thì mình thấy quả na nó to hơn và nó sạch sâu bệnh. Huyện Chi Lăng hiện có 1.500 ha trồng na, sản lượng 15.000 tấn mỗi năm. Trong đó mới chỉ có 90 ha trồng na theo tiêu chuẩn VietGAP. Na chọn kỹ có giá lên tới 70.000 đồng 1 kg bán tại vườn. Chăm sóc cây theo tiêu chuẩn VietGAP đảm bảo trái na không còn tồn dư lượng thuốc bảo vệ thực vật cũng như các chất độc hại. Người dân ở đây hoàn toàn có thể tin tưởng vào sản lượng, chất lượng cũng như là giá bán đến người tiêu dùng trong thời gian tới. Tới đây, huyện Chi Lăng dự kiến tăng diện tích trồng na theo tiêu chuẩn VietGAP lên 1.000 ha với hơn 900 hộ tham gia. Ngoài cái diện tích sản xuất na VietGAP thì chúng tôi tăng cường xây dựng mô hình global Gap để hướng tới xuất khẩu sang thị trường có tính. Na mắt to, vân hồng phấn, thơm, múi đều và ít hạt là điểm nổi bật của loại nông sản đặc trưng vùng đất Chi Lăng, Lạng Sơn. Và người tiêu dùng cũng không nên bỏ qua ngày hội Na Chi Lăng lần đầu tiên được tổ chức dự kiến ngày 11 đến ngày 12 tháng 8 tới đây, nơi người dân có thể trực tiếp tham quan vùng trồng na an toàn, thưởng thức và lựa chọn sản phẩm cho gia đình.